cứu sống bé gái ngưng thở, bị bỏ rơi bên hồ thủy điện. Chiều tối, người phụ nữ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên hồ thủy điện. Thời điểm phát hiện, bé gái suy hô hấp, nhiều cơn ngưng thở và chỉ nặng hơn 1,5 kg. Ngày 28 tháng 10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và cứu sống bé gái khoảng một ngày tuổi, bị bỏ rơi tại Bon Giang, xã Trường Xuân, huyện Đắk Sông. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 24 tháng 10, bà Nguyễn Thị V ở xã Trường Xuân phát hiện bé gái nằm một mình ở mé đường, gần mương nước thủy điện Bon Giang liền trình báo chính quyền địa phương. Cháu bé sau đó được nhân viên y tế thăm khám và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tại khoa nhi, cháu bé nhập viện trong tình trạng non yếu, suy hô hấp, có nhiều cân ngưng thở, thở không đều, tím tái, cân nặng chỉ có 1,5 kg, phản xạ yếu, chẩn đoán trẻ sơ sinh khoảng một ngày tuổi sinh non ở khoảng 32 tuần thai. Sau ba ngày được điều trị cấp cứu và chăm sóc, trẻ đã đáp ứng tốt, giảm suy hô hấp và phản xạ khỏe dần. Hiện bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với chính quyền địa phương và bà Nguyễn Thị Vê chăm sóc, làm các thủ tục khai sinh cho bé.